Xin chào các bạn, hôm nay mysofa.vn tiếp tục giới thiệu đến bạn cái mẫu ghế sofa gỗ hiện đại được thiết kế theo kiểu dáng là góc chữ N với kích thước là 1m8 x 2m02. Đây là cái kích thước phổ biến dành cho mọi phòng khách, như là từ phòng khách chung cư này, phòng khách nhà phố này, nhà liền kề này, hay là nhà tập thể đều phù hợp hết. Với thiết kế của nó thì thiết kế theo kiểu dáng là góc chữ N với một văng dài và một cái văng ngắn có thiết kế tách rời. Bạn có thể là đổi vế tùy theo ý muốn. Đây là mình đang xếp theo là vế trái, nhưng mà tùy theo không gian nhà bạn, bạn có thể quay sang thành vế phải đều được. Bộ sofa gỗ góc chữ N này được làm từ gỗ sồi với màu là màu sơn màu cánh gián, nâu cánh gián rất đẹp. Đây chúng ta có thể xem chi tiết về cái dòng sofa gỗ hiện đại này các bạn nhé. Đây là cái văng dài của nó, văng dài được thiết kế với phần tựa là chạm trổ hoa văn rất là đẹp. Còn đây là cái phần góc chữ N của nó. Đây các bạn có thể đổi vế tùy theo ý muốn. Đây là vế trái, các bạn có thể đổi sang vế phải đều được. Còn đây là cái dạng bàn trà sofa đi kèm của nó, với thiết kế là có hai ngăn kéo, các bạn có thể kéo ra kéo vào đều được, có thể đựng rất nhiều đồ ở bên trong. Mặt của nó là mặt kính. Ngoài ra thì còn hai cái đôn nhỏ đi kèm, khi nhà bạn có đông khách đến thì mình có thể sử dụng các cái đôn nhỏ này để tạo thêm các cái chỗ ngồi đông. Đây là toàn bộ cái bộ sofa gỗ góc chữ N 017 với màu là màu nâu cánh gián. Các cái này thì đây là một bộ nguyên bản của nó. Ngoài ra nếu các bạn muốn đặt thêm các cái đệm để sử dụng cho mùa đông, tạo độ êm ái ấm áp, thì bên mình có thể làm thêm đệm. Bộ sofa góc chữ N này hiện tại bên mình đang bán ở tại các cái kho của mysofa.vn, ở kho số 5 ngõ 9 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội, và kho số 8 ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, và một kho nữa là ở ngã tư Tô Hiệu Mới ở Hà Đông. Ngoài ra nếu mà các bạn không thể qua trực tiếp thì có thể liên hệ tới số hotline là 0941212323 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp. Xin chào các bạn.